rồi là ở ngoài ngã tư nó vô đâu có xe đem theo đâu, thằng bạn nó có chạy ra ngoài đó, phụ huynh đồ giữ ông đó lại, cái ông đó là ông chạy luôn đó. Dạ. Mới giữ nó lại, bởi vậy mới cái xe mới giữ xe ông lại, mới bỏ à, mới bỏ. Ba mẹ ra nói là Huy nó đi rồi.